xin chào tất cả anh em nha. Mình đang test combo 3m bò 40-45, bò 40-45 diều Tết, áo mũ Tết cho anh em nhá. Bao gió lên thẳng tắp nhá. Anh em nhìn lên diều này. Được chưa? Cánh tím nha, bát núi 3k nha. Con này 1,5 triệu anh em nha. Anh em nào chốt thì inbox vào lịch cho mình nha. Tắt nhanh nha.